Với chủ đề Cảm xúc Haptics, bộ sưu tập gỗ 2018 Trend Collection do đội ngũ chuyên gia thiết kế hàng đầu tại Milan, Italia tư vấn và gợi ý đã vừa được công ty gỗ An Cường giới thiệu với hơn 100 màu mới theo các chủ đề, đặc biệt là bộ sưu tập Laminate và MFC 24 màu mới. An Cường tung ra bộ sưu tập hơn 100 màu với những cái trend màu nổi tiếng từ những chuyên gia thiết kế hàng đầu tại Ý hỗ trợ thiết kế. Đây là công ty dẫn đầu với hàng loạt sản phẩm dịch vụ gia công mới cùng với những giải pháp gỗ nội thất toàn diện và chuyên nghiệp nhất với hơn 1.200 màu gỗ có sẵn trong bộ sưu tập của mình.